Đây là hình ảnh giải phẫu siêu âm thận. Thận có hai quả nằm ở hai bên hố thận. Vị trí của thận tính từ đốt sống D12 đến L2. Hướng của thận chếch xuống dưới và chếch từ trong ra ngoài. Phía trên là tuyến thượng thận. Ngoài thận, ta còn thấy được hệ thống bài xuất của thận từ thận xuống đến bàng quang. Theo mặt cắt dọc, thận chia làm hai phần. Phần đầu tiên, phía ngoài là nhu mô thận bao gồm vỏ thận và nhu mô thận. Ở người trưởng thành, bình thường có từ 8 đến 12 tháp tủy thận. Phần nhu mô nằm giữa hai tháp thận cũng gọi là vỏ thận, hai cột Bec tanh. Phần phía trong phức hợp sau trung tâm vì có nhiều thành phần khác nhau. Cơ bản là hệ thống ống góp, hai hệ thống dẫn nước tiểu. Hệ thống ống góp gồm các đài thận. Phía xa là các đài nhỏ, phía gần là các đài lớn. Đài lớn chia làm 3 nhóm là đài trên, đài giữa và đài dưới. Các đài tập hợp vào bể thận. Khi ra khỏi thận, niệu quản sẽ dẫn nước tiểu xuống dưới bàng quang. Ngoài ra, trong phần phức hợp sau trung tâm còn có hệ thống động mạch để nuôi nhu mô thận, tĩnh mạch và các phần mỡ. Về mặt giải phẫu, động mạch thận tách ra từ động mạch chủ bụng. Dưới vị trí của động mạch mạc treo thằng trên, động mạch thận khi đến ngang bể thận chia làm các nhánh đi vào thận. Phía trước được gọi là động mạch trước bể thận, chia làm 4 nhánh là động mạch phân thủy trên, động mạch phân thủy trước, động mạch phân thủy dưới trước và động mạch phân thủy dưới. Động mạch thận tiếp tục đi nhỏ như cành cây. Khi sát bao thận không có các mạch để nối ngược lại nên rất dễ bị nhồi máu. Phía sau có một nhánh duy nhất là động mạch sau bể thận. Nguyên tắc khi siêu âm thận là phải cắt nhiều mặt cắt để có thể quan sát được toàn bộ thể tích của thận. Thận phải nằm ở hạ sườn phải, do đó ta phải lấy gan làm cửa sổ âm học. Trong một số trường hợp, khi thận đẩy lên cao sát xương sườn, ta cho bệnh nhân hít sâu vào, phình căng bụng để cơ hoành và gan đẩy thận xuống, tránh được xương sườn và khí. Thận trái ở bên trái và ta lấy lách làm cửa sổ âm học. Ta cũng thăm khám như với thận phải. Về cơ bản, khi siêu âm thận, ta cho bệnh nhân nằm ngửa. Chỉ khi nằm ngửa khó thăm khám, ta mới cho bệnh nhân nằm nghiêng. Ở một số trường hợp, cấu trúc niệu quản đi sâu, thì ta cho bệnh nhân nằm sấp và lấy cơ thắt lưng làm cửa sổ âm học. Đây là sơ đồ minh họa các lớp cắt trên siêu âm, gồm có lớp cắt ngang, lớp cắt dọc và lớp cắt vành. Về hình dạng, trên mặt cắt vành qua rốn thận, ta thấy thận của hình quả đậu. Về đường bờ và bao thận, bao và vỏ thận tạo đường tăng âm rõ quanh thận. Về nhu mô thận, vỏ thận có mật độ âm cao hơn do có chứa cầu thận. Tủy thận do chứa nhiều thành phần nên mật độ âm thấp hơn. Trên siêu âm, nếu mật độ cao thì hình ảnh siêu âm sáng, còn mật độ thấp thì cho hình ảnh tối. Phần phức hợp sau trung tâm có mật độ âm cao nhất vì có thành phần mỡ. Mỡ trên siêu âm tăng âm rất mạnh. Về hệ thống ống góp, ở người lớn bình thường không nhìn thấy ống góp, chỉ trừ một số trường hợp bệnh nhân nhịn tiểu rất căng thì ta nhìn thấy đài bể thận hơi giãn một chút, hoặc là bệnh nhân vừa dùng những thuốc bài niệu gây giãn hệ thống ống góp. Đối với thận ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có một số điểm khác biệt so với người lớn. Thứ nhất là mật độ âm ở vỏ thận cao hơn so với mật độ âm vỏ thận của người lớn. Vì vậy, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phân biệt tủy và vỏ thận rất rõ do tủy thận rất tối, còn vỏ thận rất sáng. Ngoài ra,
Đa số ta thấy hệ thống ống góc hơi giãn. Đó là sinh lý bình thường do bài niệu của trẻ em tốt hơn người lớn. Đây là hình ảnh lớp cắt dọc của gan và thận. Lớp cắt dọc qua chính giữa của thận sẽ đo được chiều dài của thận. Phần phía ngoài tăng âm là phần vỏ thận. Phần đen phía trong là tháp thận. Phần giữa tăng âm mạnh là phần xoang thận do có chứa mỡ. Đường viền tăng âm xung quanh là bao thận. Trên hình này có mặt cắt dọc và cắt ngang qua rốn thận. Đây là xoang thận, cấu trúc mạch máu đi vào, có thể động mạch đến hoặc tĩnh mạch về. Trên hình ảnh này, ta phân biệt được rất rõ tủy và vỏ thận của trẻ em. Phần tăng âm là vỏ thận, phần giảm âm là tủy thận. Ở trẻ sơ sinh, ta có thể đếm được các tháp thận. Ở người trưởng thành, số lượng tháp thận là từ 8 đến 12. Ta phải nắm được chính xác kích thước của thận là bao nhiêu, vì có những bệnh lý gây thận nhỏ và cũng có những bệnh lý gây thận to. Chiều dài thận ở nam là từ 11,3 cộng trừ 0,8 cm, chiều dài thận ở nữ là 10,8 cộng trừ 1 cm. Như vậy chiều dài trên 12 cm là to và dưới 8 cm là nhỏ. Tuy nhiên có sự chênh lệch về chiều dài giữa thận phải và thận trái. Ví dụ, đo thận phải là 8 cm, thận trái là 11 cm. Thường thì thận phải nhỏ hơn thận trái từ 2 cm trở lên thì gọi là nhỏ, và thận trái nhỏ hơn thận phải 1,5 cm trở lên thì là thận trái nhỏ. Tính theo chiều dày nhu mô, áp dụng trong những trường hợp bệnh nhân bị giãn đài về thận. Nếu đài về thận giãn lâu ngày sẽ mọc lên nhu mô thận. Khi đó, ta đo chiều dày nhu mô dưới 11 cm, được gọi là mỏng. Mặt cắt ngang thận thì ít được sử dụng trên siêu âm. Ngoài giải phẫu thận, ta phải nắm được những biến thể bình thường và bất thường bẩm sinh để phân biệt được với các tổn thương bệnh lý. Có các biến thể về vị trí, hình dạng và hướng trục thận. Các biến thể thường gặp là thận lạc chỗ, thận hình móng ngựa, thận xoay, thận dạng hình thùy và thận hình biếu lạc đà. Bình thường, rốn thận hướng vào trong và hơi chếch ra phía trước. Tuy nhiên, trên hình ảnh cắt ngang, nếu ta thấy rốn thận quay ra ngoài, ra trước hoặc ra sau là những biến thể của thận. Thận dạng hình thùy là di tích phân hình thùy thận ở thời kỳ bào thai. Thận hình biếu lạc đà chỉ ở bên trái vì một số trường hợp lách to đè vào thận. Dưới vị trí đè tạo thành hình ảnh giả khối u hay hình ảnh biếu lạc đà. Biến thể hay gặp là biến thể béc tanh. Đây là hình ảnh dạng hình thùy. Còn đây là hình ảnh thận của thời kỳ bào thai, có nhiều thùy múi khác nhau. Trong quá trình phôi thai, thận chia thành nhiều thùy. Khi thùy không hợp nhất với nhau, tạo thành các múi lớn. Khi lớn lên, sẽ tạo thành các thùy múi. Sau quá trình phôi thai, đứa trẻ ra đời, các thùy liền mạch với nhau, thành quả thận. Trong một số trường hợp, bệnh nhân bị viêm thận, bể thận mãn tính, có những giải sơ co kéo tạo thành hình ảnh lõm, co rút của bờ thận. Khi đó ta cần phân biệt đó là bệnh lý hay là biến thể thận dạng hình thùy. Lưu ý, đối với những thận dạng hình thùy, chỗ lõm vào nằm ở giữa hai tháp thận. Với trường hợp biếu lắc đà, thì có một số trường hợp do lách chèn vào vị trí 1/3 trên và 1/3 giữa của thận. Dưới vị trí chèn ép, thận hơi cong vòng tạo thành hình ảnh giả u thận, hay còn gọi là thận hình biếu lạc đà.
Đây là sơ đồ minh họa tại lạc chỗ, có thể lạc chỗ ngang vào chậu trong tiểu khung, hoặc hiếm hơn là chui ngược lên lồng ngực. Trường hợp thận lạc chỗ đối bên, thận di chuyển vượt qua đường giữa sang bên kia, tuy nhiên niệu quản vẫn đổ về vị trí bình thường. Nhiều trường hợp thận lạc chỗ đối bên, nếu bệnh nhân có sỏi niệu quản nằm ở vị trí này thì hình ảnh giãn đài bể thận sẽ thấy ở bên kia. Đây là trường hợp mặt cắt dưới tiểu khung. Cấu trúc chống âm này là bằng quang. Ta thấy hình ảnh thận lạc chỗ trong tiểu khung. Đây là thận lạc chỗ đối bên. Phần nhu mô ở phía ngoài, phần xoang thận ở phía trong. Ở vị trí này có cấu trúc giống thận dính vào quả thận chính. Đây là hình ảnh cắt lớp, thấy có hai quả thận. Một biến thể nữa của thận là thận hình móng ngựa. Trường hợp này, trục thận hướng vào trong và phần cực dưới dính vào nhau. Phần dính vắt ngang qua cột sống phía trước của động mạch chủ bụng. Lưu ý, ở thận hình móng ngựa, hệ thống niệu quản đổ vào bằng quang ở vị trí bình thường. Đối với thận bình thường, khi bị chấn thương, cử chấn thương từ hai bên thành bụng. Nhưng với thận hình móng ngựa, khi chấn thương lại do tác động từ phía trước gây vỡ ở phần nối của hai thận. Khi siêu âm nên đặt đều dò ở phía bên thì ta thấy trục của thận xoay ngược trở lại. Khi đó ta chuyển đầu dò sang phía trước mới có thể cắt được cực dưới của thận. Đây là hình ảnh trục mạch, ta thấy cực dưới của thận dính vào nhau. Trên hình ảnh cắt lớp, ta thấy rõ hơn hình ảnh thận, động mạch chủ bụng, cột sống. Một biến thể ít gặp hơn mà vẫn hay nhầm với bệnh nhân bị sẹo sơ trong trường hợp viêm thận, bể thận ở giai đoạn sơ hóa là biến thể khuyết nhu mô thận vị trí nối. Hình ảnh khuyết nằm ở vị trí nối 1/3 trên với 1/3 giữa của thận và thường nằm ở phía trước. So với giải sơ của viêm thận bể thận mãn tính thì vị trí nối này có hình thái ít sắc nét hơn. Lưu ý, hình ảnh giải sơ trong viêm thận bể thận mãn tính là thận teo nhỏ, bờ và nhu mô không đều. Một biến thể nữa của thận cũng ít gặp và dễ bị nhầm lẫn mà khi siêu âm thận theo mặt cắt dọc thấy một khối lồi, qua mặt cắt ngang cũng thấy một khối lồi vào trong nhu mô, lồi sâu vào khoang xoang thận. Nhiều trường hợp chẩn đoán là u thận, đó là phì đại trục Bắc Tanh. Cột Bắc Tanh là phần nhu mô vỏ thận nằm giữa hai tháp thận. Một số trường hợp nhu mô không ở vị trí bình thường mà lồi vào sâu trong xoang thận tạo thành cột, gọi là cột Bắc Tanh. Một số tiêu chuẩn để chẩn đoán phì đại cột Bắc Tanh. Thứ nhất là dấu ấn vào xoang thận từ phía ngoài. Thứ hai là thường ở vị trí nối 1/3 trên và 1/3 giữa. Có cấu trúc âm tương tự cấu trúc âm của vỏ thận. Và cuối cùng là kích thước từ dưới 3 cm. Có trường hợp trên 3 cm. Đây là hình ảnh cắt dọc của thận. Nhiều trường hợp sẽ chẩn đoán là u thận. Nhưng lưu ý, phần đen hai bên là tháp thận. Ta thấy khối này phát triển đẩy hai tháp thận ra xa nhau. Do đó, ta có thể chẩn đoán là phì đại cột Bắc Tanh. Trên hình ảnh chụp các lớp vi tính, khối ngâm thuốc tương tự vỏ thận ở phía ngoài. Đây chính là hình ảnh mô phỏng của phì đại cột Bắc Tanh. Về giải phẫu bằng quang, nếu có nhiều nước tiểu thì bằng quang sẽ căng lên và có ít nước tiểu thì sẽ xẹp xuống. Cấu trúc bình thường của bằng quang có dạng hình trứng nằm trong tiểu khung. Bằng quang gồm hai lỗ niệu quản ở hai bên và lỗ niệu đạo nằm chính giữa, tạo thành hình tam giác.
Tam giác bằng quang là vị trí rất hay gặp sỏi, viêm hoặc khối u. Lỗ niệu quản có thể nhận ra được khi nó lồi vào trong bằng quang. Về giải phẫu bằng quang, nếu có nhiều nước tiểu thì bằng quang sẽ căng lên và có ít nước tiểu thì sẽ xẹp xuống. Cấu trúc bình thường của bằng quang có dạng hình trứng nằm trong tiểu khung. Bằng quang gồm hai lỗ niệu quản ở hai bên và lỗ niệu đạo nằm chính giữa, tạo thành hình tam giác. Tam giác bằng quang là vị trí rất hay gặp sỏi, viêm hoặc khối u. Lỗ niệu quản có thể nhận ra được khi nó lồi vào trong bằng quang. Để có thể siêu âm được bằng quang, ta cho bệnh nhân nhịn tiểu. Nếu bằng quang xẹp sẽ rất khó đánh giá. Khi cho bệnh nhân nhịn tiểu, chỉ cho nhịn vừa đủ. Nếu bằng quang căng quá sẽ đẩy tiền lệ tuyến xuống dưới khớp mu nên sẽ không siêu âm được tiền lệ tuyến. Các mặt cắt khi siêu âm bằng quang là cắt theo mặt phẳng ngang và đứng dọc. Có một số vùng gọi là vùng mù. Thứ nhất là thành bên, nơi trùng tia gần song song với bằng quang. Thứ hai là vị trí đáy bằng quang nằm sau xương mu. Thứ ba là thành trước bằng quang, nơi có các giả ảnh. Để khắc phục, ta đặt chích đầu dò hoặc chuyển đầu dò phẳng. Do đầu dò phẳng có tần số cao hơn khoảng 7,5 đến 10 MHz. Một số trường hợp phải dùng đầu dò xuyên trực tràng hoặc xuyên âm đạo. Khi làm siêu âm bằng quang, nên chú tích trên hình marker để khi nhìn trên hình siêu âm, người khác có thể xác định được ta siêu âm theo hướng nào. Đây là mặt cắt đứng dọc giữa. Trên mặt cắt này, ta có thể thấy đây là thành trước, đây là thành sau, hay được gọi là đáy của bằng quang. Hai bên là thành bên. Còn đây là hình ảnh khi chuyển đầu dò phẳng để quan sát thành trước của bằng quang. Trên hình này ta thấy marker mặt cắt ngang của bằng quang. Ta thấy tam giác bằng quang, chỗ lồi là vị trí niệu quản đổ vào bằng quang, còn niệu đạo nằm ở vị trí này. Đây là hình ảnh phóng to để đo bề dày của thành bằng quang. Khi đo, ta đo từ vị trí tăng âm trong cùng qua lớp giảm âm đến lớp tăng âm tiếp theo. Đó chính là bề dày của thành bằng quang. Thành bằng quang dày tối đa là 3 mm. Với những bất thường bẩm sinh liên quan đến sự phát triển của bằng quang, bao gồm không có bằng quang bẩm sinh, trường hợp này ít gặp và có thể phát hiện trên siêu âm trước sinh. Nếu không có cấu trúc chống âm ở vùng bằng quang, thường dị tật bằng quang sẽ kèm theo các dị tật khác như ống tiêu hóa, cả các tạng. Bất thường tiếp theo là bằng quang đôi, sẽ có 3 típ. Típ 1 chỉ có nếp gấp phúc mạc hoàn toàn hoặc không chia ngăn thành hai bằng quang. Típ 2 có vách ngăn phân chia bằng quang, có thể có nhiều vách. Và tiếp 3, có một giải cơ nằm ngang chia bằng quang thành hai phần không đều. Đây là hình ảnh nghi ngờ bằng quang đôi trên phim chụp ngược dòng, thấy có hai niệu quản khác nhau.